thưa các vị đại biểu, kính thưa các bậc phụ huynh và bà con nhân dân, thưa toàn thể các em học sinh yêu quý. Nhằm đẩy mạnh phong trào tiếng Anh của vùng chúng ta, thay cách học từ thụ động thành chủ động để tạo ra công ăn việc làm, học để tạo ra việc làm, không còn học để xin việc. Hôm nay, tôi, tư vấn tài chính thầy giáo Nguyễn Mạnh Quyết cùng công ty bảo hiểm nhân thọ Daiichi Life Nhật Bản, văn phòng Cổ Yên, tổ chức ngày hội tiếng Anh và giới thiệu quảng bá sản phẩm bảo hiểm nhân thọ của công ty Daiichi. Đến dự với buổi lễ, xin trân trọng giới thiệu đồng chí Phạm Văn Hạnh, bí thư chi bộ A2. Xin nhiệt liệt chào mừng đồng chí Phạm Minh Cường, tổ trưởng tổ dân phố A2. Xin nhiệt liệt chào mừng đồng chí Nguyễn Thành Tâm, giám đốc kinh doanh phụ trách tỉnh Thái Nguyên, công ty Daiichi. Đồng chí Nguyễn Thị Bình, giám đốc bảo hiểm nhân thọ Daiichi Phổ Yên. Đồng chí Nguyễn Văn Khải, trưởng phòng kinh doanh Thái Nguyên 21. Đặc biệt là sự có mặt của các bậc phụ huynh, bà con nhân dân và các em học sinh, xin nhiệt liệt chào mừng. Kính thưa quý vị, đây là một buổi lễ đặc biệt. Nó là món quà của thầy trò chúng tôi gửi tới các bậc phụ huynh, một cơ hội để mỗi phụ huynh dành tặng sự quan tâm, chia sẻ cho những đứa con thân yêu của mình. Mơ ước lớn của thầy trò chúng tôi là thắp sáng ánh đèn các nhà văn hóa bằng cách tổ chức cuộc thi tiếng Anh thường niên hàng năm với giải thưởng lớn hàng chục, thậm chí hàng trăm triệu đồng. Biến các nhà văn hóa thành các lớp học truyền cảm hứng tiếng Anh không chỉ với các bạn học sinh mà ngay với cả các bậc phụ huynh. Đây là cơ hội để cá nhân tôi giao lưu, chia sẻ với các bậc phụ huynh về cách dạy và học tiếng Anh nói riêng, cách dạy và học để con và gia đình hạnh phúc nói chung. Phần giới thiệu quảng bá sản phẩm của công ty Daiichi có thể làm nhiều phụ huynh bất ngờ. Nhưng để cuộc thi tiếng Anh đi được quãng đường dài và bền vững, rất cần sự đồng hành, tài trợ về pháp lý và vật chất của quý công ty. Bảo hiểm nhân thọ vẫn còn mới mẻ và còn nhiều tranh cãi về lợi ích cũng như nhiều điểm chưa rõ ràng. Nhưng với cá nhân tôi, người đã tham gia và làm tư vấn viên cũng như đã tham gia hai hợp đồng bảo hiểm nhân thọ còn hiệu lực của Daiichi và Prudential, vẫn mong muốn người dân tìm hiểu kỹ hơn và tìm ra những giá trị tốt hơn của bảo hiểm nhân thọ. Thay mặt ban tổ chức, xin chân thành cảm ơn các vị đại biểu, công ty bảo hiểm Daiichi và đặc biệt cảm ơn các bậc phụ huynh, bà con nhân dân và các em học sinh đã về dự và ủng hộ cho buổi lễ thành công tốt đẹp. Buổi lễ của chúng ta gồm 4 phần. Phần 1, quảng bá giới thiệu sản phẩm bảo hiểm nhân thọ của công ty Daiichi. Phần 2, phát biểu truyền cảm hứng của các bạn xuất sắc trong cuộc thi nói chuyện tiếng Anh với người nước ngoài qua ứng dụng Cambly. Phần 3, trao giải cuộc thi nói chuyện tiếng Anh với người nước ngoài qua ứng dụng Cambly. Phần 4, tổ chức đăng ký lớp học đánh vần tiếng Anh miễn phí cho cả gia đình phụ huynh nào có nhu cầu học tiếng Anh và sẽ đăng ký với ban tổ chức ngay tại đây. Xin chân thành cảm ơn. Trước khi đến với phần 1 của chương trình, mời quý vị và các bạn đến với một tiết mục văn nghệ và sau đây xin giới thiệu một tiết mục văn nghệ đến với quý vị và các bạn. Xin mời.